gì? Hoàng tử, người nhớ ta không? Ta là đạt nhân, ta sẽ trả thù cho gia đình của ta. Ông buông tôi ra mà không bình tĩnh, tôi nghe tôi đi. Lão Bần à, cậu vô nhà. Ông buông tôi ra. Cậu vô nhà đi. Cậu ngồi xuống đây. Cậu nghe lời tôi đi, cậu bình tĩnh đi. Lão Bần ơi. Nè. Tôi. Hai người có chuyện gì mà giằng co dữ vậy hả? Nói cho ta nghe coi. Chuyện gì vậy Lão Bần? Dạ. Có chuyện gì? Dạ thưa Đạt Mẫu. Dạ, tên quan từ ở trên kinh thành á, trở về làng của mình rồi đó. Ông nói sao? Tên quan tham trở về rồi à? Dạ. Hắn đã trở về. Ủa? Ta nghe nói hắn đã làm quan ở triều đình. Rồi tại sao hắn lại về đây? Nghe nói hắn làm cận thần của nhà vua, nên cậy quyền ý thế. Trong một lần hợp triều, trước mặt các văn võ bá quan, hắn ngông nghênh nên đã lỡ lời xúc phạm đến hoàng thượng, nên bị tội khi quân. Đức vua tha tội chết cho hắn, nhưng mà tịch thu áo mão cho hắn về quê. Thì ra là như vậy. Đúng là trời cao có mắt. Tuy hắn đã mất hết quyền lực, nhưng mà hắn vẫn còn ngang tàn hống hách lắm. Bà con đang xôn xao vì việc hắn trở về làng. Mọi người không quên được nỗi ám ảnh hà khắc của hắn lúc trước mà hắn làm quan trấn nhậm vùng này đó bà. Chính hắn, chính hắn đã hãm hại gia đình ta. Hoàng ơi, thật tình là chồng tôi không dám làm như vậy đâu mà quan. Đừng có nhiều lời. Muốn đâu? Dạ. Tịch biến hết gia sản trong nhà này, mang lên huyện đường cho ta. Nhanh lên. Không, quan ơi đừng có làm như vậy. Mọi người đừng có làm như vậy. Quan ơi hãy minh xét cho chồng tôi. Chồng tôi không có làm như vậy đâu mà quan. Quan ơi quan, thật tình là chồng tôi đâu có dám làm như vậy. Đừng có tịch thu hết tài sản của gia đình tôi mà quan. Chồng của bà là tổng phạm trong một vụ án giết người. Bà không bị liên lụy là may cho bà rồi đó. Tránh ra. Quan ơi, tôi xin quan. Mẹ ơi, tôi xin quan mà chồng tôi đâu có như vậy đâu mà quan ơi. Tôi xin quan mà hãy minh xét cho gia đình tôi, đừng có tịch thu hết tài sản nhà tôi. Đi đâu? Tóm cổ hai mẹ con này ra ngoài đường cho ta. Tôi xin quan. Nhanh. Tôi xin quan mà quan ơi, quan cho gia đình tôi lắm quan ơi. Tôi xin quan mà quan ơi. Đến. Quang, xin quang mà quang ơi. Chỉ cần một mưu mẹo nhỏ, tất cả gia sản, luôn cả căn nhà này đã thuộc về ta. Cái chuyện tên Hoàng Tham đã trở về đây có liên lụy gì đến Đạt Nhân? Dạ. Có chuyện gì không vậy hả? Tại sao Đạt Nhân lại có thái độ này? Nói cho mẹ nghe coi. Lão Bần. Dạ dạ. Nói cho ta nghe coi. Đang phát cỏ thì nhìn lên thấy ông quan từ, cậu ấy cầm dao định giết hắn ta đó bà. Trời ơi, con định giết hắn ta hả? May là tôi nhìn thấy nên ngăn cản kịp. Nếu không á thì hậu quả khó lường. Cậu ấy cứ khăng khăng rồi giết tên quan từ để trả thù cho cha mình đó Đạt Mẫu. Đạt Nhân à, tại sao con muốn làm như vậy? Con có biết giết người là trọng tội? Con có biết giết người là ở tù hay không? Con biết. Mẹ à, hắn ta đã sát hại cha con, tịch thu hết tài sản, đuổi mẹ con ta ra khỏi nhà. Con đã ôm mối hận này bao nhiêu năm nay. Khi có cơ hội, con phải giết hắn ta để trả thù. Dù phạm trọng tội con cũng cam lòng. Trời ơi,
cậu có mệnh hệ gì á thì mẹ cậu sẽ sống ra sao? Cậu có nghĩ đến điều đó không? Giết chết tên quan từ, cha của cậu có sống lại được không? Lão Bần nói đúng đó con à. Mẹ biết là con căm thù hắn. Chính mẹ, mẹ cũng căm thù hắn ta. Vì hắn mà mẹ con ta phải nông nổi như vậy. Vì hắn mà mẹ con ta phải sống khổ sở như vậy. Nhưng con à, chuyện đã qua lâu rồi. Bỏ qua đi con. Bây giờ con giết hắn, con ở tù, liệu mẹ có sống nổi không con? Đạt Nhân à, cha của cậu lúc sinh thời là một thầy lang chính trực, hết lòng vì dân làng, chỉ vì đứng ra làm chứng để cứu người vô tội mà bị cái tên quan từ đó nó tìm cách ám hại. Bây giờ hắn có chết thì cũng đáng. Nhưng mà cậu cũng phải nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Bây giờ hàng ngày cậu phải đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi mẹ. Còn mẹ của cậu thì cậu thấy không? Bà thì bệnh tật liên miên. Cậu mà có bị gì á, rồi ai lo cho mẹ của cậu đây? Lão Bần, cuối cùng thì ông già mẹ vẫn ngăn cản không cho ta giết hắn đúng không? Đạt Nhân à, cái tên quan từ này không chỉ độc ác mà hắn còn cậy quyền cậy thế, hà hiếp người dân. Hắn đã gây ra biết bao nhiêu là chết chóc. Người người ai cũng đều khiếp sợ nó. Hắn đã gây nhiều tội ác như vậy thì hắn sẽ bị quả báo. Còn cậu á, cậu đừng có gì thù hận mà làm những chuyện dại dột, nguy hại đến bản thân mà còn liên lụy đến mẹ của cậu nữa. Đạt Nhân, Đạt Nhân à. Giờ cũng với bà cũng ra đó luôn. Đỡ nó về. Ê, ông quan từ phải không? Ừ, đúng rồi. Tôi đi đường khác đi. Thôi đi đi đi. Đi nhanh lên. Dừng lại. Đi về. Thật là tức chết. Ủa, lão gia, sao lão gia đi thăm một phu nhân mà chưa chi lão gia về sớm vậy? Lại còn nổi giận nữa. Lũ dân đen của cái làng này thật là đáng ghét. Rõ ràng chúng đã thấy ta đi từ xa, vậy mà vẫn cố tình tránh mặt. Thật là vô phép. Lão gia bớt giận. Chắc là bọn họ sợ đụng với lão gia rồi làm lão gia phật ý. Thôi, mà lão gia đừng để ý tới bọn họ làm gì cho phiền lòng. Ta đã cố gắng nén giận. Nếu không, ta đã sai gia nhân cho bọn chúng một trận. Chắc bọn chúng đã thấy ta không còn quyền hành gì nữa nên mới trở mặt chứ gì. Quân! Dạ! Dạ! Tước Cần Đại áo mạo hắn cho ta. Đưa đi. Chuẩn bị giống cho ta. Lão gia, chi vậy lão gia? Ta sẽ đi gặp quan của cái làng này để coi hắn ta đã dạy dỗ dân đen của cái làng này như thế nào. Mà tại sao bọn chúng lại tỏ ra ngông nghênh như vậy? Lão gia, xin lão gia bớt giận. Lão gia mới về phải nghỉ ngơi chút đã. Với lại bây giờ lão gia cũng không còn quyền hạn gì nữa. Tới đó không biết quan sở tại có chịu giúp đỡ lão gia hay không.
Dạ bẩm lão gia. Gì vậy? Cái chuyện mâm cỗ ngày mai là tôi chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi. Chỉ còn trái cây tươi là sáng ngày mai tôi ra chợ tôi mua sớm. Mà lão gia có mua gì không? Là ngày mai tôi biết tôi mua luôn. Người chỉ cần mua thêm bông cúc rồi đặt ở trên bàn trong thư phòng của ta là đủ. Dạ tôi biết rồi lão gia. Lão gia, trời cũng nhá nhem tối rồi. Lão gia vào trong nghỉ đi, chứ ngoài này nguy hiểm lắm. Ta không sao. Ta muốn ngồi đây hóng mát một chút. Người cứ vào trong đi. Dạ, xin phép lão gia. Thấm thoát, mặt người vợ ta yêu quý đã mất 10 năm rồi. Phu nhân ơi, từ ngày nàng mất đi, ta không hề tơ tưởng đến thê thiếp nào khác. Ta chỉ thương nhớ nàng. Ước gì ta được gặp lại nàng, dù chỉ là trong giấc mộng. Sẽ ra đây đón ta. Vợ của ngươi là ai? Vợ của ta là tôi. Lão gia. Dạ. Thưa hai ông Hắc Bạch, tôi là thị nữ ở Dương Cung. Vợ chồng tôi ly biệt, kẻ ở âm ti, người trên trần thế đã hơn 10 năm nay. Hôm nay là ngày địa ngục mở cửa. Diêm Vương đã cho phép tôi được về thăm nhà, cho nên tôi đã hẹn chồng tôi đến đây để đón tôi. À, ba là thị nữ hầu hạ chốn Dương Cung. Dạ. Được, bà đi, nhớ về cho đúng giờ đó. Tôi biết rồi. Phu nhân. Lão gia. Phu nhân. Đã 10 năm rồi, nay mới được gặp lão gia. Tôi nhớ nhà lắm, mình về đi lão gia. Ta cũng nhớ nàng, ngày đêm không nguôi. Mình về nhà đi, tôi nhớ nhà lắm. Ừ, đi. Ê chết chứ. Hả? Tôi quên mất. Chuyện gì? Tôi chưa pha trà. Trời ơi, còn trà nước gì nữa. Ta không uống đâu, mình đi. Không được, không được, chưa pha trà, Diêm Vương sẽ nổi giận đó. Bây giờ, lão gia đứng đây, chờ tôi một lát nghe. À, khoan, 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 phu nhân. Sẵn tiện ta đã xuống âm phủ rồi. Hay là phu nhân dắt ta vào trong, để ta có cơ hội tham quan, rồi sẵn chờ phu nhân luôn cho tiện. Dạ, thưa hai ông, tôi chợt nhớ là tôi còn một việc chưa làm xong. Xin phép hai ông cho chồng tôi vào trong chờ một lát được không? Được rồi, dẫn ông ấy vào đi. Xin đa tạ. Đi đi, đi lão gia. Lão gia, đây là nhà bếp. Còn ở đằng kia là hướng đi đến nhà ngục. Còn ở phía trước là điện Diêm Vương. Lão gia, lão gia ở đây chờ tôi nha. Nếu mà lão gia có đi đâu á thì đi quanh quẩn ở đây thôi, đừng có đi xa quá, coi chừng bị lạc. Phu nhân yên tâm đi, ta sẽ không đi đâu xa đâu. Oh.
đứng lên. Đi. Ông ơi, ông cho tôi hỏi thăm, sao chỗ này để nhiều cái gông quá vậy? Các gông cụm này đều có chủ cả. Những kẻ gây tội lỗi trên trần gian xuống đây đều phải mang gông cụm trước khi định tội. Mà tại sao ta lại thấy có nhiều kích cỡ khác nhau? Có cái rất nhỏ, có cái lại rất to. Sao lại dị thường vậy? Nhìn gông to hay gông nhỏ là biết tội ác của bọn chúng đã gây ra trên trần gian nhiều hay ít. Vậy còn cái gông này, tại sao nó lại to như vậy mà lại còn có gai nữa? Hả? Sao vậy? Cái đó là của một tên quan ác nghiệt trên trần gian sắp xuống đây rồi. Một tên quan ác nghiệt à? Hắn lại mà hắn phạm tội gì vậy? Hắn là tên Lâm Từ. Hả? Hắn từng làm quan huyện ở quê nhà, sau đó lên kinh thành làm tới chức cận thần. Bởi vì hắn bị phế chức nên trở về quê nhà. Nhiều lắm. Hắn là tên quan tham lam, độc ác. Lúc đương thời, hắn làm nhiều chuyện sai trái. Tội ác của hắn chép kín hết mấy trang giấy. Vì muốn đạt được công danh, hắn sẵn sàng đưa thầy phản bạn. Khi làm quan ở quê nhà, hắn chiếm đoạt của công, ức hiếp dân lành, giết người vô tội. Còn khi lên triều đình, hắn lập phe phái, xu nịnh, giết hại hiền tài. Hắn đã dơ vét không biết bao nhiêu tiền của. Trong nhà của hắn có hẳn một nhà kho chứa đầy vàng bạc châu báu. Vậy không lẽ tất cả những chuyện làm ở trên trần gian ở dưới này đều biết hết sao? Không những biết mà còn được ghi chép cẩn thận để sau này Diêm Vương định tội. Ông ơi, vậy còn vợ của hắn, vợ của hắn có bị đeo gông không vậy? Ai làm nấy chịu. Vợ của hắn nghe đâu là người tốt cũng đã xuống đây rồi. Nếu hắn ăn năn hối cải thì có được giảm nhẹ tội không vậy? Đã dai thì phải trả, đó là luật nhân quả ở trên đời này. Nếu hắn không hối cải thì phải. Tha cho ta đi. Lão gia sao vậy? Lão gia ngủ nằm mơ hả? Con thấy lão gia ngủ ngoài này á, trời ơi, mũi nó cắn đầy mặt lão gia hết trơn à. Con quạt rồi lỡ trúng mặt lão gia, xin lão gia tha lỗi cho. Thì ra người đã đánh thức ta vậy à? Dạ, con không dám đánh thức lão gia, tại con quạt lỡ trúng thôi mà. Thôi, người lui vào trong đi, ta thấy không sao. Dạ, lão gia. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tiếc quá, mình không kịp nghe cai ngục chỉ cách. Có dài có trả. Có dài có trả. Dạ, sắp xếp xong chưa? Dạ xong hết rồi lão gia. Ở đây, người bỏ đây. Dạ. Còn ngươi,
Bỏ đây. Đây, đây, đây. Nhanh lên. Đây, kia đi. Đây đó. Ừ. Dạ xong hết rồi lão gia. Nè, người phải nhớ. Dạ. Mỗi người là một đấu gạo và hai quan tiền, rõ chưa? Dạ rõ lão gia. Ừ. Dạ thưa lão gia. Việc gì? Dạ ngày hôm qua gia đình có đi thông báo với đầu làng của sớm là ngày hôm nay lão gia có phát chẩn lúa gạo. Ừ. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ đã quá ngọ rồi, không thấy ai tới hết lão gia. Tại sao kỳ vậy? Tại sao ta cho không họ mà họ cũng không thèm tới nhận là sao? Dạ chắc là tại giờ này họ đang lo việc đồng án nên không có thời gian tới đây để nhận chứ gì. Các người hãy ra ngoài lo đón tiếp họ và dẫn họ vào trong. Dạ lão gia. Đây đây. À, dạ, sao rồi? Dạ. Bây giờ thì ta đã hiểu dân chúng oán hận ta như thế nào. Nó nghe nè, nó nghe nè. Lão quan tự không biết sao tử tế ghê á, sai gia nhân đem đến nhà tôi một bao lúa giống luôn. Ê, tôi cũng có nè. Tôi cũng có nữa. Sao mà lạ vậy ta? Tôi cũng thấy kỳ ha. Lão Bần, lão Bần. Lão Bần, lão có nhận được gạo của quan tự cho không vậy? Có. Nhưng ta không nhận. Ta không tin á, tự nhiên hắn bỗng tốt với bà con mình như vậy. Mà năm nay mùa màng thất bát, tự nhiên có người cho thóc giống để gieo, tôi mừng lắm đó nha. Tôi cũng vậy. Mấy ông nè, đừng có mà nghi ngờ tới lòng tốt của người ta đó nha. Ta chỉ nói theo suy nghĩ của riêng ta thôi. Còn mọi người á, ai muốn giận thì tùy. Nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người một câu, lòng người khó lường. Năm nay mùa màng thất bát, nếu quan tự không cho thì tụi mình cũng phải đi vay mượn. Đúng rồi. Biết mình hết quyền hành để chuộc lỗi năm xưa thì hắn phải tử tế với mọi người, lão nên nhận lấy đi. Thôi, các người muốn nhận á thì tùy cứ nhận đi ha. Thôi thôi, ta đi làm đây. Ông sao vậy? Ông này kỳ thiệt ha. Thôi kệ ông đi.
có ai ở nhà không? Dạ, xin lỗi, đã để khách đợi. Ôi! Lỗi lầm mà ta gây ra cho gia đình bà là quá lớn. Ta xin bà hãy cho ta một cơ hội. Ta muốn lo cho con của bà được ăn học tử tế, để ta cảm thấy lương tâm mình bớt cắn rứt. Mong bà hãy nhận lấy nét bạc này. Bà hãy nén nỗi đau thù hận lại, để lo cho tương lai con bà trước đi. Ta tin cậu ấy sẽ đỗ đạt thành tài. Đến lúc đó, lỗi lầm của ta có chuộc lại được phần nào hay không sẽ do bà quyết định. Ta biết ai cũng căm ghét ta, nhưng ta thành tâm muốn chuộc lỗi. Xin bà hãy cho ta một cơ hội. Mẹ, mẹ nói ăn cơm xong có chuyện quan trọng muốn nói với con là chuyện gì? Đạt Nhân à. Dạ. Mẹ biết con là một đứa trẻ sáng dạ, lại ham học. Chỉ tiếc là sau khi cha con mất, nhà mình nghèo khó, cho nên con phải đi làm thuê làm mướn ngày đêm để kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ à, mẹ không được khỏe. Con kiếm tiền nuôi mẹ là phải đạo của phận làm con. Tại sao mẹ phải bâng khuâng làm gì? Mẹ biết là như vậy, nhưng mà mẹ buồn tại vì con không có thời gian để ôn luyện đèn sách. Phải chi mà... Mẹ à, chuyện đã qua rồi, xin mẹ đừng nhắc đến nữa làm gì. Với lại, con đã an phận với cuộc sống hiện tại, con không làm gì để mẹ nghĩ ngợi. Con xin mẹ đừng lo. Đạt Nhân à. Dạ. Con nói như vậy, mẹ biết là con có ý trách mẹ. Con nghĩ lại đi, chúng ta thân cô thế cô, cho nên mẹ mới ngăn cản, không cho con làm những chuyện nông nổi. Mẹ không muốn con phải dính vào tù tội. Mẹ à, trả thù cho cha cũng là chuyện làm nông nổi hay sao? Không phải là giết người là đã trả được thù đâu con. Lúc cha con còn sống là một người chính trực, cho nên ông ấy luôn mong muốn dù sống hay chết, lúc nào ông ấy cũng đường hoàng ngẩng cao đầu. Bởi vậy mẹ mới ngăn cản con, không muốn cho con trở thành kẻ giết người, rồi con lại dính vào tù tội như vậy. Chuyện quan trọng mà mẹ muốn nói với con là chuyện này sao? Không phải. Chuyện quan trọng mẹ muốn nói với con á là chuyện khác. Đạt Nhân à, trước khi cha con chết, ông ấy có một ước nguyện. Ước nguyện gì vậy mẹ? Tại sao con không biết? Cha con luôn mong mỏi con phải theo nghiệp đèn sách để sau này giúp ích cho đời. Nhưng mà thời gian qua, gia cảnh nhà mình quá nghèo khó, cho nên mẹ không có thực hiện được ước nguyện của cha con. Điều đó làm mẹ luôn luôn day dứt ở trong lòng. Cho nên hôm nay mẹ muốn bàn với con. Mẹ muốn con tiếp tục ôn luyện kinh sử để chờ ngày lên kinh thành ứng thí. Mẹ à, nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình hiện tại làm sao đủ tiền để mà lên kinh thành ứng thí? Mẹ dành dụm được một số ngân lượng này, con hãy lấy làm lộ phí. Ở gần kinh thành có một ông thầy rất là giỏi, ông ta từng là đồng môn của cha con. Con hãy đến nhờ thầy giúp đỡ ôn luyện. Mẹ tin là con sẽ thành công. Trời, ngân lượng nhiều quá. Ở đâu mẹ có vậy mẹ? À, của mẹ. Của mẹ à? À, của mẹ. Của mẹ à? Nhưng tại sao con không biết? Mới đây thôi mẹ bị bệnh, nhà mình còn không có tiền để mua thuốc mà. À,
Mẹ nói con nghe đi, tiền này ở đâu ra? Lúc mẹ con mình bị quân lính đuổi ra khỏi nhà, mẹ có mang theo một ít đồ, trong đó có số ngân lượng này mà mẹ không biết. Vô tình hôm qua, mẹ mới soạn lại số đồ cũ, mới phát hiện được số ngân lượng này. Con à, con đừng có hỏi nữa, đừng có chần chừ nữa con. Hãy mau lên kinh thành đi, lo ôn luyện đèn sách, kẻo không kịp. Con phải lo cho tương lai của mình chứ con. Nhưng mà con đi rồi ai chăm sóc cho mẹ? Con yên tâm đi, ở đây còn bà con lối xóm, có gì mẹ nhờ họ giúp đỡ cũng được mà con. Lỡ khi con đi rồi tên quan nó đến đây hãm hại mẹ thì sao? Bây giờ hắn đã bị cách chức rồi, đã trở thành người dân, không còn quyền hành gì nữa, không hãm hại hay làm gì mẹ được đâu con. Được, con sẽ cố gắng dùi mài kinh sử, lên kinh ứng thí. Sau khi đỗ đạt, con sẽ làm một tờ tấu trình dâng lên cho hoàng thượng về tội ác của tên quan từ. Sau đó hoàng thượng sẽ định đoạt tội của hắn. Mẹ nghĩ con làm như vậy cũng được. Những xuồng bè này từ đâu đến đây vậy? Dạ bẩm lão gia, khúc sông này có nhiều ngã rẽ, cho nên nhiều ghe thuyền chở hàng quá neo đậu ở đây để mà buôn bán, rồi họ nghỉ ngơi ở đây luôn lão gia. Bộ không có chỗ cho họ nghỉ ngơi hay sao? Mà ta thấy họ sinh hoạt bày biện nấu nướng nhếch nhác quá vậy. Dạ thưa lão gia, khúc sông này hoang vắng lắm, không có nhà cửa hay là quán xá, cho nên họ tự phát sinh hoạt, tôi thấy cũng bất tiện lắm thưa lão gia. Nước sôi cho ông. Đợi chút xíu đi. À, ta có nghĩ ra cách này. Dạ sao lão gia? Ta muốn làm những tấm bè rồi kích chúng lại để làm chỗ nghỉ ngơi. Dạ. Tiếp rước những người qua lại để làm chỗ tá túc. Dạ. Như vậy thì họ sẽ có chỗ nấu nướng và nghỉ ngơi, sẽ rất là thuận tiện. Dạ, ý của lão gia như vậy. Nhưng mà gia sản của lão gia bán gần hết rồi, để mà bố thí cúng dường, bây giờ muốn làm điều này á, không biết có đủ kinh phí hay không nữa. Đến giờ ta mới thấm thía sự bình yên trong lòng cần hơn nhiều so với tiền bạc của cải. Gia sản của ta còn bao nhiêu, ông hãy mang bán hết đi. Dạ. Ta đã quyết định, ta sẽ ở lại đây, lấy chỗ này để làm nơi nương thân đến cuối cuộc đời. Dạ lão gia. Hôm nay ông đánh cá có được không? Vậy ý lão gia muốn xây cất như thế nào ạ? Ta sẽ cho đóng một cái bè thật lớn ở nơi đây, ở trên đó sẽ cho dựng nhà, sắp đặt chỗ nghỉ ngơi. Ở trên đó có nồi niêu, có đồ chụp, có củi lửa nữa. Dạ. Để họ có thể nghỉ ngơi rồi nấu nướng. Làm như vậy chúng ta sẽ tiếp rước được những người buôn bán qua lại ở trên dòng sông này, nhất là những người có hoàn cảnh khốn khó. Dạ. Lỡ được. Dạ. Sẽ tìm được nơi tá túc. Dạ. Xin lão gia yên tâm, tôi sẽ tìm người theo đúng ý của lão gia. Thưa bệ hạ, có một học trò vừa đậu cử nhân trong kỳ thi này, tên là Đạt Nhân, dâng một tờ trình, mong bệ hạ soi xét. Đưa ta xem. Dạ. Đưa người học trò đó vào đây. Cho mời Đạt Nhân vào.
Học trò đạt nhân, xin bái kiến hoàng thượng. Ta miễn lễ, khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đạt nhân, khanh đã tố cáo quan Lâm Từ trong thời gian làm quan huyện ở quê nhà đã ức hiếp dân lành, giết người vô tội. Vậy khanh có bằng chứng gì không? Bẩm hoàng thượng, đạt nhân đã thu thập tất cả những chứng cứ về tội ác của hắn. Hiện giờ những nạn nhân mà hắn đã hại vẫn còn đang sống ở quê nhà, sẵn sàng ra làm chứng và đối chất à. Khi hắn còn làm cận thần, hắn đã gây ra rất nhiều điều tiếng không hay. Ta đã nể tình mà bỏ qua, không ngờ hắn còn gây tội ác tày trời ở quê nhà. Được, nếu như đã có đầy đủ chứng cứ, ta cho phép khanh chiếu theo luật vua phép nước mà trừng trị tên tham quan kia. Khanh đã đậu cử nhân trong kỳ thi này, ta sẽ bổ nhiệm khanh làm quan khâm sai, tức tốc về quê thi hành mệnh lệnh. Đội ơn hoàng thượng. Dạ lão gia. Lão gia uống chén thuốc đi lão gia. Ta đã khỏe hẳn rồi, không cần uống thuốc nữa đâu. Dạ, cũng còn chén thuốc này nữa là hết rồi lão gia. Nhưng tôi cũng rất mừng là lão gia đã khỏe hẳn lại. Ta cảm ơn ông, thời gian qua đã chăm sóc cho ta. Dạ, lão gia đừng có làm vậy. Thật ra thì dân làng cũng rất cảm kích lão gia và những việc thiện mà lão gia đã làm. Cho nên dân làng đã âm thầm, khi mà thấy lão gia bị bệnh, đã đem tới nào là bánh trái rồi thức ăn để cho lão gia bồi bổ đó. Thật ra tất cả những việc ta làm là muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Trước kia, khi còn quyền thế ở trong tay, ta đã gây ra nhiều nỗi đau oan trái cho dân lành. Nếu bây giờ ta được họ tha thứ thì ta phải cảm ơn họ mới đúng. Thôi, ông hãy đi lo công việc của mình đi. Dạ, lão gia. Cái gông lớn để đằng kia sao mất tiêu rồi? Bọn họ lấy đi đâu rồi? Ê, bỏ lên! Nhanh! Từ! Chạy! Sao hai người lại có mặt ở đây? Quan không sai có lệnh, quan Từ lên đình chịu tội. Quan không sai về đây, nhưng mà ta có tội gì? Lên đình sẽ rõ, mời ông. Lâm Từ, trong thời gian ông làm quan huyện ở vùng này, ông đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, ức hiếp dân lành, tàn ác vô nhân, giết người vô cớ. Tất cả những tội ác đó đã có chứng cứ rành rành. Chiếu theo luật vua phép nước, ông phải đáng tội chết.
ông còn gì để chối cãi hay không? Ta biết ta đã gây ra rất nhiều tội ác với dân làng, nên ta xin chấp nhận mọi hình phạt theo luật vua phép nước. Được, nếu ông chấp nhận thì hãy mau quỳ xuống nghe ta tuyên án đây. Quỳ xuống. Lính đâu? Mang cái túi đó lên cho ta. Ra đây quan. Lâm Từ, vì sao ông có cái túi này? Dạ thưa, đó là kỷ vật của vợ ta. Bà ấy đã mai và theo hai cái. Đạt Nhân, cho mẹ ta vào. Mẹ, mẹ, có phải trước khi lên kinh ứng thí mẹ đã đưa cho con một túi ngân lượng giống như vậy đúng không? Đúng, đó là số ngân lượng của Lâm Từ đưa cho mẹ. Ông ấy bảo với mẹ rằng quán tù gác qua một bên để lo cho con ôn luyện đèn sách và mong chuộc lại lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra cho gia đình mình. Vậy là ông muốn chuộc lại cái lỗi lầm gì đó. Và bẩm đại quan, bà con dân làng chúng tôi xin đại quan hãy xem xét lại. Tuy quan Từ đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng mà ông ta đã biết hối cải. Nhưng bao nhiêu gia sản ông ấy đã đem bán hết để phân phát cho dân nghèo. Ông còn lại đem ruộng đất để hiến cho làng, cho chùa. Ông còn lập những bè trên sông để làm trạm tiếp nước cho những người qua lại, mà nhất là những người lỡ đường khốn khổ sẽ được tá túc mà không tốn một đồng nào cả, thưa đại quan. Xin quan hãy rộng lòng mà tha cho ông ấy, cho ông ấy một cơ hội. Xin quan minh xét ạ. Xin quan minh xét lại. Dạ, xin quan xem xét lại. Xét lại. Ta biết tội lỗi mà ta đã gây ra là quá lớn. Có vay thì ắt phải có trả, nên ta đã ăn năn hối lỗi, bán hết gia sản làm việc thiện để mong xóa bớt những ân oán mà ta đã gây ra trước kia. Bây giờ quan khâm sai thừa lệnh của hoàng thượng về đây xử tội ta như thế nào, ta cũng xin cam lòng. Lâm Từ, tuy ngươi gây ra nhiều tội ác, nhưng biết ăn năn hối lỗi, làm điều thiện để chuộc lỗi của mình. Nếu bà con đồng lòng để xóa tội cho hắn, ta sẽ bẩm lên hoàng thượng để cho hắn một cơ hội sống tốt những ngày cuối cuộc đời của mình. Chúng tôi đồng ý. Quan. Lão gia. Mọi người, tên quan Lâm Từ tàn ác, gây biết bao tội ác cho dân lành, nhưng sau đó nhờ biết ăn năn hối cải, thành tâm bù đắp tội lỗi, ông bán hết gia sản để làm việc thiện, và nhất là cho xây dựng những nhà bè để làm nơi dừng chân, tiếp rước những người khốn khó lỡ đường, nên tội nghiệp đã được bù trừ. Và ngày nay chúng ta vẫn còn thấy những nhà bè hiện hữu trên sông lớn. Sao ông đại muốn bán gì được không? Dạ lai đại chủ. Vậy cũng được rồi. Còn có buổi sống có người tới đâu kìa. Vô lại cho đấy. Mời vô đây luôn đi. Hey.
đây có mấy con cá để anh em cá ngon quá hay ba vô đây vô đây mới bắt được luôn vô đây cái tôi này rồi đây thầy luôn ghê nè làm chuyện đó sức khỏe anh đây mời mọi người đi rồi hai con đã theo ta bao lâu nay, học cũng được khá nhiều phép thuật để dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, ta cho hai con được trở về với gia đình. Nhớ lời ta dặn, hai con là huynh đệ đồng môn. Cho nên, dù không còn dưới sự quản thúc của ta nữa, hai con vẫn phải thương yêu nhau, sống nghĩa khí với nhau, cho đáng mặt là học trò của ta đó nghe chưa? Sư phụ, xin nhận của chúng con một lại để tỏ lòng biết ơn. Chúng con luôn ghi nhớ lời của thầy dặn. Huynh đệ chúng con xin cảm ơn thầy đã khổ công rèn luyện cho hai anh em chúng con thành tài. Giờ hãy anh em chúng con xin phép thầy trở về nhà. Trên núi hôm nay á trở về quê hương sắp gặp tiền thê của ta rồi. Bởi vậy á huynh là thương thương nhất trên đời đó, trong khi đệ không vợ không con không nhà không cửa, bây giờ á chắc đệ sẽ đi ngao du sơn thủy rồi. Hình như bên kia có người con gái khóc. Đi huynh đi thì để làm sao vậy? Huynh thử nghĩ coi, ở đây rừng rậm vắng vẻ vậy, tự nhiên có một người phụ nữ mặc áo trắng lại còn ngồi ngay trước mộ. Bình tĩnh lại đi. Để quên là sư phụ á đã truyền cho ta phép thuật, để ta dở phép thuật ra xem nàng là người hay quái nữa. Để ta thôi, mệt quá nghỉ lại hỏi đi cho chắc. Hiền đệ cẩn thận, mệt ghê. Hiền đệ chờ đệ huynh làm phép muốn chết luôn. Chồng ơi chồng chết rồi, chồng bỏ thiếp ở lại với ai? Ở dưới đó nóng lắm đúng không chồng? Em quạt cho chồng mát nghe chồng. Thấy chưa, nói đâu có sai, không phải người bình thường đâu. Không có ai đặt một cái câu hỏi vô lý vậy. Người chết rồi ở dưới là phải lạnh, chứ ai nói nóng. Thiệt là một người vợ thủy chung hầu hạ chồng cho đến lúc chết. Chồng ơi, cô gì ơi, tôi thấy cô khóc lóc quá trời. Chắc là do chồng chết. Nhưng mà chồng chết là do bệnh tật hay chuyện gì mà mình buồn tủi quá vậy? Chồng tôi bị bão bệnh nên qua đời. Trước lúc chết, tôi có thề với chồng là sẽ ở dậy không bước thêm bước nữa. Ồ, quả là người vợ chung thủy. Nhưng mà sợ tôi một mình đơn chiếc nên chồng tôi khuyên hãy đi tìm hạnh phúc mới. Ồ, quả là người chồng cao thượng. Nhưng mà mấy anh biết không, mấy bữa nay á ở làng bên có chị kia mai mối cho tôi một lương duyên rất là tốt. Vậy á nàng không đồng ý đúng không? Nàng không đồng ý? Tôi đồng ý. Trời đất ơi, vậy mày đặt khóc lóc gì vậy? Mày đặt qua đây quạt quạt cho chồng gì? Đi không đi lấy chồng đi. Tại vì hai không có biết, trước lúc chết á chồng tôi căn dặn mắt tôi thề thốt là: em ơi, nếu như mà em muốn bước thêm bước nữa thì em làm ơn đợi mộ anh xanh cỏ. Mà mấy anh nghĩ coi, trời đất ơi, mấy bữa nay mưa gió bão bụng như vậy nè, thì nghĩ đi, làm sao mà cỏ mọc lên được, đúng không? Cho nên á tôi phải ra đây nè, tôi ngồi đây nè, tôi quạt cho chồng tôi đó. Ồ, quả là một người vợ thâm thúy. Thì ra mục đích đi ra đây là ngồi quạt, quạt cho đất mau khô,
cỏ mau mọc mới mau lấy chồng. Hay quá, người vợ chung thủy kiểu đó đó hả? Tôi khổ thôi, quá bà chồng ơi, em khổ để, quá bà chồng. Ta sẽ giúp mày. Chồng ơi. Chồng ơi, chồng nhớ chồng bỏ. Trời ơi, cỏ mọc rồi kìa, cỏ mọc rồi kìa. Trời ơi, chồng ơi, em hiểu tấm lòng của chồng, em biết chồng. Chồng muốn em đi lấy chồng khác sớm đúng không chồng? Chồng không muốn em một mình đúng không chồng? Em hiểu mà. Chồng ơi, mình hẹn kiếp sau nha chồng. Thôi, đừng nói vậy, chồng bà không có rảnh gặp bà kiếp sau đâu. Đi lấy chồng đi, đi lấy chồng đi. Em đội ơn chồng, em đội ơn chồng. Quỳnh ơi, ta chặn chàng kêu bạn làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe không? Thích đi lấy chồng đó, thích đi nhiên. Trời ơi, quên. Lẹ gì đó? Đi lấy chồng đi. Kỳ lạ. Người phụ nữ chung thủy. Chàng hãy uống chén trà nóng này cho ấm người. Đi đường xa về chắc là cũng mệt rồi. Sao chàng không vào trong nghỉ ngơi? Mà thiếp thấy chàng cứ cầm cái quạt này rồi lại suy nghĩ. Chẳng lẽ cái quạt này chàng được cô gái nào tặng khi học ở trên núi à? Kìa, nàng. Sao nàng nói lại vậy? Nàng ngồi xuống đây đi. Nàng cũng biết rồi đó. Ta chỉ có mình nàng là thuê tử thôi. Ta thương nàng nhiều lắm. Nàng không hiểu ta sao? Vậy cớ gì mà thiếp thấy từ chiều đến giờ chàng cứ ngồi cầm cái quạt này nè, thẫn thờ, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng mà cái quạt này ở đâu chàng có? À, chuyện là như vậy. Để ta kể nàng nghe. Ta chặn chàng cái quạt làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe hôn. Thiếp đi lấy chồng đó, thiếp đi nhiên. Đúng là thứ đàn bà hư thân mất nết, thề thốt rồi lại nuốt lời. Chồng chết chưa sanh mộ mà đã vội vàng đi lấy chồng khác rồi. Đã vậy còn giả bộ khóc lóc nữa. Thứ đàn bà đó là trời không dung đất không tha. Ta có điều này muốn hỏi cho nàng. Nếu một mai ta lỡ chết bất đắc kỳ tử thì lúc đó nàng sẽ như thế nào? Kìa chàng, chàng đi biển biệt bao nhiêu năm nay mới trở về, sao lại nói gõ như vậy chứ? Không, ta chỉ nói chơi thôi, nàng đừng giận ta. Nhưng nếu chẳng may có ngày ấy, thiếp xin thề có trời đất, thiếp sẽ làm nhà binh mộ chàng, ở như vậy đến hết đời, cho trọn nghĩa phu thê. Cậu sao vậy cậu? Tập quá, giờ lạnh quá. Hãy đưa giúp ta vô nhà. Để tôi đưa cậu vào nhà. Nàng ơi, nàng. Chàng tỉnh rồi. Chàng thấy trong người thế nào?
Nói cho thiếp biết đi. Để thiếp lấy khăn ấm lau mặt cho chàng nha. Quản gia đâu? Dạ. Hãy mang khăn ấm vào đây cho ta. Dạ. Nàng ơi, chắc ta không qua khỏi đâu. Được được, không không. Chàng đừng nói vậy, chàng đừng nói vậy mà. Chàng phải sống, chàng phải sống với thiếp chứ. Ta mệt và lạnh lắm. Trước khi ta ra đi, ta có chuyện nhắn nhủ lại cho nàng biết. Không không, chàng phải thống sống như thiếp suốt đời. Chàng sẽ khỏe mà. Sống chết là chuyện của trời. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng nói đi. Chàng muốn gì thiếp cũng đồng ý. Ta chết đi, ta sẽ còn nuối tiếc với nàng nhiều lắm. Khi ta chết đi, đình cổ của ta nàng hãy để trong nhà 100 ngày. Qua 100 ngày thì nàng hãy chôn. Vì trong 100 ngày đó, ta muốn được ở bên cạnh nàng. Thiếp hứa sẽ để linh cữu của chàng đúng 100 ngày. Còn chuyện này nữa, còn nhà cửa, điền sản và củ cải, ta giao lại hết cho nàng. Nàng hãy dùng nó cho hết quãng đời còn lại. Nhưng có một điều, ta muốn nàng hứa với ta là được bán căn nhà này. Vì đây là căn nhà mà cha mẹ ta đã khổ cực gây dựng nên. Ta không muốn nó thuộc về người khác. Nàng hứa với ta đi. Được, thiếp hứa. Thiếp hứa sẽ không bán ngôi nhà này. Nhưng mà chàng phải khỏe. Chàng phải khỏe, sống với thiếp suốt đời, nghe chưa? Chàng ơi, chàng, quản gia, quản gia đâu? Mau vào đây. Dạ. Hãy xem cậu thế nào, nhanh lên. Cậu ơi cậu. Cậu ơi cậu. Cậu ơi. Cậu sao? Cậu thế nào? Cậu chết rồi mợ ơi. Không, không phải, không phải. Chàng ơi, chàng ơi, chàng tỉnh dậy đi. Chàng tỉnh dậy đi, đừng bỏ thiếp. Đừng bỏ thiếp mà. Chàng ơi, thiếp sống với ai? Chàng ơi. Sao chàng nỡ lòng nào bỏ thiếp lại một mình? Chàng ơi, sao chồng bỏ thiếp? Trời tội quá, còn trẻ như vậy mà quá chồng tội nghiệp quá. Bây giờ thiếp biết sống như thế nào đây? Thiếp phải sống sao đây? Cô ơi, thôi đi, cô bình tâm lại nha. Người chết thì cũng đã chết rồi. Cô hãy cố gắng sống mà còn lo hương quả cho ông bà tổ tiên. Như vậy á thì chàng Ân mới có thể thanh thản ở suối vàng. Thưa mợ, có một chàng trai tên Nghĩa tự xưng là bạn đồng môn của cậu tới giếng. Cho mời vào. Dạ. Chàng ơi, có bạn của chàng đến giếng. Chào phu nhân, tôi là bạn đồng môn của Ân Quỳnh, cùng học ở trên núi ngày trước. Nay hay tin Quỳnh ấy mất, tôi vội vàng tới giếng. Chàng ơi, chàng có bạn đến thăm kìa. Ừ.
chồng ta trước khi mất, mong muốn rằng linh cữu sẽ được đặt ở đây đúng 100 ngày, nên ta đã thuận theo lời chàng. Nếu như vậy, tại hạ xin mạn phép được lưu tại đây 100 ngày sau để trọn tình trọn nghĩa với ân huynh. Nếu như huynh đã có ý tốt như vậy thì ta cũng chấp nhận. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu chồng ta ở dưới suối vàng biết được tấm lòng của huynh như vậy chắc sẽ vui lắm. Đa tạ phu nhân đã chấp nhận. Nhưng có sao không? Ta không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Ta rất biết ơn huynh vì đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua. Nếu như không có huynh, ta thực sự không biết sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Phu nhân đừng nói như vậy. Lúc trước ta và ơn huynh là huynh đệ tốt với nhau. Này, huynh ấy mất đi rồi, ta làm như vậy coi như là trọn nghĩa tình thôi. Ta có làm cho huynh chén trà nóng, huynh uống ngay đi cho ấm. Kìa phu nhân, ta đã tới đây ở nhờ nhà phu nhân, phu nhân còn tận tình chăm sóc, thật là đa tạ. Huynh đừng nói như vậy. Từ ngày có huynh ở đây, ta cũng dời đi nỗi buồn chồng mất, và cũng cảm thấy ngôi nhà này bớt đi cảnh tang gia khóc lóc. Ta phải cảm ơn huynh mới đúng. Kệ phu nhân. Ta do ta thấy hoàn cảnh của phu nhân, nữ nhi quá chồng, lại còn một mình lo đám tang của chồng mình. Ta là nghĩa đệ của ân huynh, ta làm gì được, ta sẽ giúp. Sao nàng lại khóc? Nàng khóc làm tâm trạng ta rối bời. Nàng có thể cho ta biết không? Thiếp thân cô thế cô, nay chồng đã mất rồi, không biết sau này phải sống ra sao. Phải chi có một người lo lắng cho quãng đời còn lại thì tốt biết mấy. Ta hiểu hoàn cảnh của nàng, nhưng mà
Hiệp. Chàng biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp chàng, thiếp đã rung động. Thiếp biết như vậy là thiếp sai rồi, vì chàng là bạn của chồng quá cố của thiếp. Nhưng mà thiếp không thể nào làm trái với lòng mình được. Hôm nay thiếp sẽ nói rõ lòng của mình cho chàng hiểu, rồi thì chàng muốn trách hờn thiếp ra sao cũng được. Ta thì làm sao dám trách hờn nàng được, bởi vì ta cũng đã có tình cảm với nàng từ ngày đầu tiên ta bước vào căn nhà này. Chàng cũng có tình cảm với thiếp, chàng nói thật không? Chàng làm thiếp xúc động quá. Nhưng ta đây vẫn còn một nỗi băn khoăn. Băn khoăn? Chàng đang băn khoăn chuyện gì? Có thể nói cho thiếp nghe được không? Ta băn khoăn hoàn cảnh gia đình của ta thì không sung túc, không thể nào lo lắng cho nàng đầy đủ được. Hơn nữa, ta và ân huynh là huynh đệ từ trước tới giờ, ta không thể di truyền tình cảm của hai đứa mình mà để thiên hạ cười chê được. Trước đây thiếp và Bảo Ân yêu nhau, rồi được cha mẹ đôi bên tác hợp nên duyên chồng vợ. Nhưng sau đó Bảo Ân lên núi đi học nhiều năm, vợ chồng xa cách nên tình cảm cũng nhạt phai. Hơn nữa, Bảo Ân lại là một người đàn ông không ra gì, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chàng biết không, đến cả quá phụ mà chàng ấy cũng không tha, buông lời trêu ghẹo. Và người quá phụ ấy đã tặng cho chàng ta cây quạt để làm kỹ vật. Ân huynh của ta tệ như vậy sao? Khi biết được chuyện này, thiếp đã rất đau khổ. Chuyện nàng quá phụ, cả ta lẫn ân huynh đều chứng kiến. Nhưng có lẽ nàng ta không biết, cho nên mới bày đặt bịa ra câu chuyện này để nói xấu ân huynh này mà. Trước đây ta lúc nào cũng ngưỡng mộ ân huynh, thật không ngờ huynh ấy lại có thói trăng qua, thật đáng khinh. Chàng à, thiếp không quan tâm chuyện chàng nghèo khó. Bây giờ Bảo Quân đã mất rồi, tất cả tài sản nhà cửa này đều do thiếp cai quản. Nếu cần, thiếp sẽ âm thầm bán đi tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Chàng có đồng ý không? Nhưng mà chúng ta đi đâu mới được? Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó có chàng. Ông có chuyện gì muốn nói với ta ư? Thưa mợ, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay với cậu, xin mợ đừng bán ngôi nhà này và cũng đừng làm chuyện đồi bại. Cậu ở suối vàng làm sao yên lòng nhắm mắt được hả mợ? Người thật to gan, là người làm mà dám nghe lén chuyện của chủ, rồi bây giờ còn dám lên mặt dạy đời chủ nữa hả? Người có tin là ta đuổi ngươi ra khỏi nhà không? Mợ có đuổi tôi, đánh tôi cũng được, nhưng xin mợ hãy nghĩ lại, đừng làm chịu trái đạo trời mợ à. Ông thì biết cái gì mà nói, khôn hồn thì câm miệng lại đi. Kẻo người ngoài người ta mà nghe được cái gì á, thì ông không có yên với ta đâu nha. Thưa mợ, xin mợ hãy suy nghĩ kỹ lại. Ngôi nhà này là của ông bà để lại cho cậu. Trước khi mất, cậu cũng đã căn dặn mợ là nhất định không bán ngôi nhà này. Nhưng bây giờ mợ đành lòng bán nó đi, không khác gì mợ thất hứa với chồng, thất lễ với tổ tiên. Ông bà ở đây linh thiêng lắm mợ à. Người dám hăm dọa ta hả? Làm quản gia nhà ta, ăn cơm ta nuôi, rồi bây giờ còn dám lên mặt để dạy đời ta nữa. Là phận tôi tới trong nhà,
Tôi nào dám dạy đời mợ. Tôi chỉ nói theo đạo làm người thôi mợ à. Dù sao hôm nay ông cũng đã biết chuyện của ta rồi. Thôi thì ta sẽ cho ông một số bạc lớn để ông về quê đoàn tụ với gia đình. Căn nhà này mai mốt ta cũng bán, nên không cần ông làm quản gia nữa. Đây, ông hãy cầm lấy số bạc này. Nhưng mà nhớ, tất cả những gì mà ông biết ngày hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nghe rõ chưa? Thưa mợ, tôi không thể nào nhận món bạc này được. Tôi xin mợ hãy suy nghĩ lại. Nếu không tôi sẽ đem chuyện này ra bàn dân thiên hạ để nhờ họ phán xét. Ngươi dám à? Lão Mộc, ông ở với vợ chồng ta suốt bao nhiêu năm nay, chắc ông cũng thấy tình cảm vợ chồng ta yêu thương gắn bó như thế nào, đúng không? Bây giờ đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua trong lúc ta cô đơn buồn tuổi vì chồng vừa mất, nên nhất thời nảy sinh ra cảm xúc thấp hèn. Nhưng cũng may nhờ có ông, ông đã thức tỉnh ta, giúp ta ngộ ra được. Ta cảm ơn ông. Ta sẽ không bán căn nhà này nữa. Ta sẽ không đi theo chàng Nghĩa nữa, để giữ trọn đạo vợ chồng. Ông hãy yên tâm như vậy, ta hứa. Mợ hứa à? Ta hứa. Mợ suy nghĩ thông suốt rồi, tôi mừng lắm. Chị bây giờ tôi ra ngoài để mợ nghỉ ngơi. Giữ hắn lại trong nhà ngày nào là tai họa có thể ập tới ngày ấy. Hay là ta bịt miệng hắn luôn cho xong. Rượu mời ta đưa thì ông không uống, vậy thì đừng trách ta. Ai biểu ông biết quá nhiều chuyện của ta làm gì. Coi như đây là tai họa mà ông tự rước vào thân. Cả gan sát hại lắm. Nhìn bề ngoài là người dơ hiền, nhưng bên trong là dầu phụ ác. Chuyện gì?
Không ngờ chỉ với một gói thuốc nhỏ mà lại hiệu nghiệm như vậy. Ngày mai sẽ đúng 100 ngày sau khi chôn cất ông chồng quá cố, ta và chàng Nghĩa đã có thể sống hạnh phúc bên nhau. Kỳ Trang, Trang sao vậy? Đừng làm thiếu sợ mà. Trang sao vậy hả? Nàng à, ta có một chuyện trước giờ ta giấu nàng. Đó là ta có bệnh tim kinh niên. Trước đây từng có một cao nhân nói với ta là phải ăn tim con người mới qua khỏi. Ta không làm được chuyện đó. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, ta không làm được. Chàng ơi, vậy ăn tim của người chết có được không? Vì cao nhân ấy nói rằng chỉ cần là tim của con người chết không quá 100 ngày là được. Được, vậy thì chàng hãy đợi thiếp. Thiếp đã có cách để cứu chàng rồi. Chàng hãy đợi thiếp. Nàng làm gì vậy? Ngày mai là đúng 100 ngày, nên hôm nay Thiếp sẽ moi tim chồng để nấu cháo cho chàng ăn khỏi bệnh. Nàng đừng làm như vậy, như vậy là thất đức lắm. Ta dùng phép thuật để giả chết để thử lòng nàng, thì nàng lại trở thành một con người độc ác và dã tâm như vậy. Như vậy là sao? Chàng, chàng ơi, như vậy là sao? Ân huynh, lúc đầu đệ thật không hiểu vì sao ân huynh lại quyết định làm điều này. Bây giờ thì đệ đã hiểu. Ân huynh thật sáng suốt. Chàng nói dối. Chàng nói dối. Thử ta ư? Không phải như vậy. Mới lúc nãy chàng còn nói là chàng yêu ta mà. Chàng còn nói chàng yêu ta sẽ cùng ta cao chạy xa bay cơ mà. Ta ra đi. Nàng ái, uổng công bao nhiêu năm nay ta yêu thương nàng, vậy mà ta tiếc cho tình cảm vợ chồng của mình. Tội của nàng trời không dung, đất không tha. Nàng hãy nhìn đến bàn thờ tổ tiên của mình mà sám hối đi. Không, chàng gạt ta. Chàng nữa, các người gạt ta. Không phải. Ta không tin. Và cũng từ đó, trong nhân gian truyền rằng đêm đến, cứ hễ thắp đèn hoặc nhóm bếp lên là người ta lại thấy một thứ côn trùng nhỏ bé bu quanh ngọn lửa rồi lao vào chịu chết. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ, nhẫn tâm đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Bảo Ân giao hết nhạc nữa, tài sản
cho lỡ bọc trong khơi, rồi đi lang thang theo du sơn thủy và sớm chiều làm bạn với trăng sao, không còn màng đến những chuyện của thế gian. Ở trên kinh thành đi, về đây làm gì, vừa nghèo vừa vắng vẻ nữa, sáng giờ con xin không có ai cho tiền hết á, cho bánh không à. Ta về đây là có chuyện cần phải giải quyết, khi nào xong chuyện chúng ta sẽ về kinh thành. Ủa mà chuyện gì vậy Tứ Thúc? Nhiều chuyện, ngươi là con nít không nên hỏi nhiều. Tứ Thúc, con ra chơi với tụi nó nha. Dạ. Khoan đã. Dạ. Người uống thuốc chưa? Dạ bây giờ con uống. Ngươi còn nhớ là nếu ngươi quên uống thuốc thì tác hại sẽ như thế nào chứ? Dạ con nhớ rồi, con sẽ bị đau đớn mà chết. Thế người biết quý mạng sống của mình thì phải thường xuyên uống thuốc đều đặn. Lúc đó ngươi sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Dạ. Không có gì phải lo. Dạ con biết rồi. Dạ tôi hút con đi chơi. Ừ. Tụi bay đi ra. Tao có trò này chơi vui hơn nè. Chơi không? Lượm gạch phủ tao. Đã 5 năm rồi chúng ta mới trở lại nơi đây. Lòng ta thấy bồi hồi, cảnh vẫn như xưa mà không biết người xưa thì ra sao. Còn con á, con thì không muốn đi ngang qua đây chút nào. Hồi đó người ta đuổi hai thầy trò mình ra khỏi làng mà không cần biết mình đúng hay sai. Thôi con đừng bận tâm nữa. Không phải lúc nãy con nghe chủ quán nói là con của Kim Hoa đã mất tích từ nhỏ đến giờ chưa có tin tức hay sao? Sao con không bận tâm được khi mọi người nói con là tiếp tay cho kẻ bắt cóc Võ Hô được? Biết là oan uổng rồi, nhưng mà con phải thông cảm cho nỗi đau người mất mẹ. Có nỗi đau nào mà người ta còn lý trí đâu con. Chính vì vậy ta mới chấp nhận rời khỏi làng để tránh nhìn thấy cảnh phương muộn đó. Vậy ta, nhưng mặt mày lại không phải. Con nhìn gì dữ vậy Tiểu Phúc? Dạ không, dạ con nhìn tụi nhỏ chơi trò chơi, nhớ lại hồi nhỏ con cũng hay chơi mấy trò đó. À, người nói là người đi thăm trưởng làng, vậy ông ta có đón tiếp chúng ta không? Trưởng làng là người rất tốt, với lại ta ghé đó để tặng cho ông ta ít thuốc trị đau nhất mà ta bào chế. Chắc chắn là ông ta sẽ vui nhận. À, vậy thôi, sư nương vô trước đi, con ở ngoài đây cho tiện. Cũng được, dạ. Mặt mày không giống như vợ Khôi, nhưng tài chặt gạch không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Đứa bé này nhanh nhẹn, mà tuổi cũng chạc vợ Khôi nữa. Ủa, mình chuẩn bị đi hả Tứ Thúc? Không, ta sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng.
Ngươi ở đây coi đồ, ta ra ngoài có chút việc, nhớ không có được đi đâu xa đó. Dạ con biết rồi. Trả sơ hút đi. Ủa nhưng mà hồi nãy á, anh thấy em cũng gạch gạch được mà. Tại vì em biết gạch từ nhỏ. Ồ hay vậy. Ủa cha em chị em hả? Cha, cha nào? Em đâu có cha. Ủa chứ hồi nãy anh thấy ông nào quê em á? À, dạ, ba mẹ bị tai nạn chết hết từ khi em còn nhỏ rồi. Mà em may mắn được tứ thúc nhận về. Tứ thúc nuôi em xong rồi cho em đi ăn xin vòng vòng vậy á. Anh có việc rồi, anh phải đi nha. Tứ Húc mới về. Tứ Húc đi đâu mà lâu quá vậy? Ta rất cảm ơn vì sư nương đã ghé thăm và tặng cho ta thuốc. Loại thuốc này rất là hiệu nghiệm. Lúc sư nương còn ở trên chùa có tặng cho ta một chai, nhưng từ khi sư nương đi rồi ta tìm khắp nơi để mua nhưng không có. Loại thuốc này do sư phụ của ta truyền lại, trị các chứng đau nhức rất là hay. Lần này biết sẽ đi ngang đây nên ta mang theo để tặng ông. Chuyến này đi về miền xuôi, không biết khi nào mới trở lại đây. Ta được biết sư nương đi khắp nơi để chữa bệnh cứu người, ta cũng thấy mừng. À, cái ngôi chùa nhỏ mà lúc trước sư nương ở bây giờ cũng không có ai đến. Vậy hả? Vậy ta sẽ ghé thắp nhang trước khi đi. Ủa, tên Tiểu Phúc này đi đâu rồi mà giờ chưa thấy trở lại đây ta? Chà, nó bây giờ chắc đã lớn dữ rồi. Sư nương ơi, sư nương, con có chuyện này bất ngờ lắm. Tiểu Phúc à, chúng ta chỉ ghé qua đây thôi, không định gây họa gì nữa đây. Tiểu tử năm xưa đây sao? Bây giờ đã lớn, trông khôi ngô quá đó chứ. Nhãn chào trưởng làng. Mà sư nương ơi, sư nương cố ở đây thêm vài ngày nữa đi, con có việc này quan trọng lắm. Tiểu Phúc, con định gây họa gì nữa đây mà đòi ở lại vài ngày hả? Con đâu có làm gì sai đâu, chỉ là con chưa tìm được chân tướng thôi nên không thể nói cho mọi người biết được. Trưởng làng ơi, trưởng làng cho con thêm một cơ hội nữa đi. Trong vòng 2 ngày con hứa sẽ làm sáng tỏ mọi việc mà. Tiểu Phúc à, nhưng mà có chuyện gì con phải nói cho ta biết mới phải. Ta nghĩ sư nương nên cho chàng trai này một cơ hội. Sư nương có thể về ngôi chùa nhỏ tá túc một vài ngày cũng được. Bị bạo bệnh qua đời đã gần được một năm, chỉ còn có Võ Khôi là đứa con duy nhất, nó lại là cháu đích tôn của dòng họ Võ nữa. Bây giờ nó bị mất tích, tôi biết phải sống làm sao đây trưởng làng ơi. Ta nghe đồn
trên huyện dạo này có đám người xấu chuyên bắt cóc con nít, cho nên sư nương mới phải đến đây để tá túc. Không ai biết gia cảnh của bà ra sao. Vậy còn tên tiểu tử kia thì sao? Lai lịch của nó cũng rất là mờ ám. Lỡ đâu nó cũng có quen biết với đám người xấu thì sao? Thưa trưởng là, tôi có lên chợ huyện hỏi kỹ, người ta nói chỉ thấy cậu bé đi với một chú tiểu, còn đi đâu thì không ai biết. Võ Khôi là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ Võ. Nếu chồng ta đi săn về biết được chuyện này, sẽ không để yên cho ông và mọi người đâu. Nếu như không tìm lại được con tôi, chắc tôi chết mất. Tôi không cần bắt bà ta lên quan, tôi chỉ cần bà ta bắt tên tiểu tử kia trả con tôi lại cho tôi. Thưa trưởng làng, chúng tôi đã cho mọi người đi tìm ở khắp mọi nơi, từ trên huyện về đến đây, nhưng không thể nào tìm được công tử ở đâu cả. Trời ơi, con ơi, con ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con em đang ở đâu? Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi. Có chuyện gì mà từ lúc mở về tới giờ tôi thấy người không được vui? Chắc tại là đi đường xa về cho nên ta hơi mệt thôi. Ta đi khắp nơi, trên đường đi gặp chùa nào ta cũng ghé vào để cầu xin cho con trai ta được bình an. Công tử Khôi Ngô phúc vậy, tôi tin là công tử còn sống. Xin mở hết bình tâm nghe mợ. Ta cảm ơn ông. Quên nữa, chị Ngọc Ái đâu? Sao ta về từ nãy giờ mà vẫn không thấy? Dạ, mà ấy đi đâu thì không có thấy nói. Mà từ lúc cậu trưởng mất tới giờ á, thấy mợ ấy sao sao á, làm như có cái điều gì lo lắng á. Mà thứ nè, tôi nghe người ta đồn á, là họ Võ nhà này á bị lời nguyền tiệt tự tiệt tôn đó mợ. Ai đồn như vậy? Người ta đồn như thế nào? Ông nội tổ nhà này á là quan cẩn thận ở triều đình, nghe nói đã ra tay á giết quan một số quan quân vô tội, nên bị các cái vong linh nó đeo bám, rồi nó nguyền rủa cho tiệt tự tiệt tôn đó. Tuy thê thiếp á nhiều, nhưng chỉ sinh có một người con trai duy nhất à. Rồi tới cái đời của cha chồng mợ á cũng có hai người con trai. Cậu Thứ á mất cách đây mấy năm, rồi bây giờ Võ Khôi á thì mất tích. Cậu trưởng á mất cũng chưa được giáp năm nữa. Đàn ông nhà này riết là không còn ai cả hết mỡ à. Thôi, ông đừng nói nữa. Mỡ, ta mệt rồi, ta vào trong nghỉ ngơi đây. Mà cẩn thận nha mỡ. Đồ đạc trong phòng lộn xộn gì nè, hình như có ai vào phòng của ta. Ai đã vào phòng của ta? Lão Tinh đâu? Dạ, có chuyện gì vậy mợ? Có ai đó đã vào trong này lục lọi đồ đạc của ta, lão có biết hay không? Tên trộm này vậy là nó hay quá hay. Ủa, nó vào đây không có nghe cái tiếng động nào cả mà. Trộm mà, vô lý. Nếu là trộm, tại sao trang sức và tiền bạc của ta vẫn còn đủ cả? Vậy hắn vào đây để làm gì?
thì lạ thật. Trong nhà chỉ có mấy người, toàn là người tính cẩn không. Họ ở đây cũng rất lâu, mà tâm tính của họ cũng rất tốt mà. Chuyện này lão đừng kể với ai nghe cả, cứ coi như là chúng ta chưa biết gì hết. Nhưng mà kể từ giờ phút này trở đi, lão phải cẩn thận để ý tất cả trong nhà này, cửa nẻo thật là kỹ lưỡng, biết chưa? Dạ vâng mà. Dạ thưa bà, cho con xin ít đồng lẻ ăn cơm. Các ngươi vô nhà trước đi. Tứ Ngô. Phải, là ta đây. Ông đến đây làm gì? Tất nhiên có chuyện thì ta mới đến tìm bà. Lần này ta đến đây là muốn thương lượng với bà một chuyện. Thương lượng chuyện gì? Ta đã đưa cho ông cả trăm lạng bạc rồi còn gì nữa. Không phải là chuyện đó, mà là chuyện khác. Chuyện khác? Là chuyện gì? Mà cái thằng nhỏ, ông đã giết nó chưa? Xin bà thứ lỗi vì đã không làm theo ý bà. Chẳng những ta không giết nó, mà ta còn nuôi nấng nó thành người. Hàng ngày nó theo ta đi ăn xin khắp nơi, và theo ta thấy nó là một đứa con rất hiếu thảo. Tại sao không nghe lời của ta? Nếu như chuyện này mà dở lỡ ra thì... Bà yên tâm, ta đã cho nó uống thuốc thay hình đổi dạng và làm mất hết trí nhớ. Hiện giờ nó không biết mình là ai, chỉ biết mình là một kẻ mồ côi và được ta mang về nuôi nấng. Nếu vậy, hôm nay ông tới đây tìm ta có việc gì? Theo ta được biết thì trong dòng họ Võ có một gia bảo rất quý giá, và ta tin là bà cũng biết nó. Đó là miếng ngọc bội. Nhưng sao ông biết? Một miếng ngọc bội quý giá như vậy, ai nắm được nó trong tay sẽ nắm toàn quyền trong gia tộc. Ngoài việc được hưởng bổng lộc của triều đình, còn được thăng quan chức tước. Một báu vật như vậy thì làm sao ta không biết đến nó được. Miếng ngọc bội ấy đang nằm trong tay của Kim Hoa, vì ả ta là người sinh cho gia tộc này đứa con trai duy nhất của dòng họ Võ. Ta cũng đang tìm nhưng vẫn chưa thấy nó. Làm sao bà tìm được nó? Chỉ có một cách để khiến ả phải đưa ra. Cách nào? Đó là chuyện của ta. Sau khi lấy được miếng ngọc bội, ta sẽ rời khỏi chỗ này. Còn bà hãy kiếm cách đuổi ả đi. Bà là giáo trưởng, bà sẽ nắm toàn bộ gia sản. Được. Làm gì mà ngủ sớm như vậy?
chạy đi, mau chạy. Dạ. Ngươi đã uống thuốc chưa? Dạ rồi, mà có gì không thuốc? Không. Ta chỉ lo cho sức khỏe của ngươi thôi. Nếu uống rồi thì ngủ tiếp đi. Trước con gây quả chưa đủ hay sao mà bây giờ còn rình mò nhà người ta, lỡ người ta phát hiện nói mình ăn trộm thì khổ. Dạ đâu có đâu Xuân Nương, khi ở chợ con là thấy một bạn có tài chặt gạch, có cử chỉ y hệt Võ Khôi luôn, xong rồi con mới hỏi bạn thì bạn không có biết gì về cha mẹ của bạn hết, nên con đã theo dõi và chắc chắn đó là Võ Khôi, con của Kim Hoa. Con xin Xuân Nương và trưởng làng hãy giúp đỡ bạn ấy. Nếu ta nhớ không lầm, Kim Hoa báo có một đứa con trai 7 tuổi bị mất tích. Mà nếu bây giờ tính ra thì tuổi của nó cũng trạc cái tuổi người bạn mà con vừa gặp. Nhưng mà theo con nói thì bạn ấy không nhớ, không biết gì về cha mẹ của mình. Như vậy thì làm sao ta có thể giúp được cho con? Dạ không có đâu, bạn ấy bị tên Tướng Ngô cho uống cái thuốc rồi gọi là thay đổi hình dạng, làm mất trí nhớ. Uống thuốc thay đổi hình dạng, mất trí nhớ. Theo tao biết thì gia tộc của họ Võ từng có công rất lớn với triều đình. Nếu thật sự đã có manh mối thì chúng ta phải giúp cô Thiêm Hoa tìm cho ra đứa con của mình. Bởi vì nó là đứa con duy nhất của dòng tộc. Nếu như cần thiết, ta sẽ báo lên quan để bắt tên Tướng Ngô điều tra cho rõ chân tướng. Mà làm sao con biết được tên Tướng Ngô á cho uống cái loại thuốc mà thay hình đổi dạng? Dạ, con có rình và nghe thấy được là cô Ngọc Ái sai tên Tướng Ngô bắt bạn Võ Khôi về cho uống thuốc thay hình đổi dạng làm mất trí nhớ. Bây giờ bạn phải theo hắn làm nghề hành khúc á. À, dạ, con có lấy được cái lọ thuốc từ tên Tướng Ngô. Con biết được là Sư Nương rất giỏi về y thuật, nên người hãy xem thử đây là thứ thuốc gì. Sư Nương biết loại thuốc này sao? Quả thật đây là loại thuốc rất đặc biệt. Nó có thể thay hình đổi dạng và làm mất trí nhớ của người ta. Nhưng loại thuốc... Không lẽ Sư Nương biết được điều gì sao? Ta sẽ giúp con tìm ra chân tướng sự việc này. Vậy con cảm ơn. Nó đã bị ta cho uống thuốc ngủ sai hết, không ai có thể về đây cứu mạng được đâu. Ngươi muốn cái gì?
muốn gì? Điều tao muốn là miếng ngọc bội gia truyền của dòng họ Võ. Tao biết là bà đang giữ nó, muốn toàn mạng thì giao nó ra đây. Không bao giờ. Miếng ngọc bội đó là của con trai ta, ta sẽ không bao giờ giao cho người khác. Của con trai ngươi à? Nếu bây giờ tao nói con trai của ngươi đang nằm trong tay của ta thì sao? Cái gì? Ngươi giữ con trai ta? Con trai ta đâu? Mau trả con trai ta lại đây. Đâu có đơn giản như vậy nữa. Giao miếng ngọc bội ra, ta sẽ cho ngươi gặp con trai của mình. Không, ta không tin ngươi. Ngươi phải cho ta nhìn thấy con trai ta thì ta sẽ đưa miếng ngọc bội cho ngươi. Giao ngọc bội ra, ta sẽ cho ngươi gặp con trai. Cho ta biết con trai ta, ta sẽ giao miếng ngọc bội cho ngươi. Ta không thương lượng với ngươi nữa. Nếu ngươi không giao ngọc bội, con trai của ngươi khó bảo toàn mạng sống. Sao? Ngọc bội ta đang giữ đây. Chỉ cần ngươi cho ta thấy con trai ta, ta nhất định sẽ đưa nó cho ngươi. Thôi được, theo ta. Đây là ai? Đây đâu phải là con trai của ta. Nhìn cho kỹ đi. Trời ơi, đúng là con tôi rồi. Đúng là con tôi rồi. Là con tôi nè. 5 năm rồi. Trời ơi, con ơi, con của tôi lớn như vậy rồi hay sao? Hóa ra nó vẫn bình an. Con tôi không sao hết. Con tôi không sao hết. Ủa? Sao vậy nè? Con ơi! Con! Con ơi! Con! Con ơi! Trời ơi! Con tôi! Con tôi sao vậy? Hả? Sao con tôi nó nằm im ru vậy nè? Hả? Tại sao vậy? Sao con tôi nằm im ru vậy? Nó mệt quá, nó ngủ thôi. Sao? Nó chỉ ngủ một lát rồi nó sẽ dậy. Bà đã được gặp con của mình. Về thể thực hiện lời hứa của mình đi. Giao miếng ngọc bội ra đây. Bảo đảm với bà là nó sẽ không sao. Mau giao cái ngọc bội ra đây. Được rồi, để tôi giao cho ông. Nè, người gây ra án mạng xong rồi người bỏ trốn vậy đó hả? Án mạng cái gì? Họ chỉ tạm thời ngủ thôi. Bây giờ ta sẽ đưa đứa nhỏ đi. Khi thức dậy, bà sẽ đi tìm con của mình. Bà tìm cách đuổi á ra khỏi nhà. Sau đó bà sẽ chiếm rõ cái gia tài này. Sư tỷ. Ngươi còn gọi ta là sư tỷ hay sao? Uổng công ta đã coi ngươi là sư đệ tốt, nên đã chỉ cho ngươi phương thuốc gia truyền mà sư phụ đã dạy cho ta. Ngươi đã dùng phương thuốc đó thay hình đổi dạng,
để đi hại người. Làm sư phụ đã đuổi ta khỏi nhà vì nghĩ ta đồng lõa với ngươi. Sư tỷ hãy tha lỗi cho đệ vì đã khiến cho sư tỷ chịu mang tiếng oan như vậy. Ta không mang đến chuyện đó. Cái chính là ngươi không chịu cải tà quy chính. Ngươi tham lam lấy hết của người này đến lấy của người khác. Lần này ta không tha cho ngươi đâu. Không tha cho đệ. Nếu vậy tỷ sẽ làm gì? Gì vậy? Cái người lại quân quân đứng lại đây này và đã bao vây khắp cả căn nhà này. Các người không chạy thoát đâu. Với chứng cứ rè rành, các người phải chịu tội trước triều đình. Trưởng làng ơi, đừng bắt tội tôi, đừng bắt tội tôi. Chỉ vì lòng tham mà bà đã bắt cóc con trai của cô Kim Hoa, rồi còn tiếp tay cho gian tặc vào nhà. Tội của bà không nhỏ đâu. Tiểu Phúc, con hãy lấy thuốc giải này cho mẹ con họ uống, chút xíu họ sẽ tỉnh lại thôi. Dạ. Cô Kim Hoa, cô có sao không? Dạ thưa không. Cảm ơn ông. Cũng nhờ có sư nương đã cho thuốc giải trước, cho nên độc không ngấm vào người tôi được. Cái gì? Dạ. Cả các người thông đồng với nhau để gạt ta. Các người đã gạt ta. Đúng vậy. Ta đã biết trước âm mưu của người nên bày ra cái này để trả lại cho người. Còn miếng ngọc bội ngươi đang cầm chỉ là đồ giả thôi. Ngọc giả? Ngọc giả? Sao ngươi lại hại ta? Ta có thù oán gì với ngươi đâu. Vì ngươi á mà ta phải mang tiếng là tiếp tay cho kẻ đã bắt cóc đứa trẻ này trong 5 năm qua đó. Ta đã muốn thực hiện kế hoạch này từ lâu, nhưng hắn lúc nào cũng đi sát bên mẹ, ta không thể ra tay được. Trời xui đất khiến, khi người xuất hiện thì hắn đã chạy lên bên mẹ. Một cơ hội hoàn hảo để ta thực hiện kế hoạch. Người ta thật sự không ngờ ngươi lại chính là đệ tử của sư tỷ ta. Đúng là trời cao có mắt. Ngày xưa ngươi lợi dụng lòng tốt của ta để hại ta, hại thầy. Bây giờ ngươi phải cúi đầu nhận tội trước đệ tử của ta. Không, không cam tâm. Người đâu, không chạy đi. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi biết lỗi. Kiếp qua Ngọc Ái. Chị Ngọc Ái, con tỉnh rồi. Con trai của mẹ, trong vòng 5 năm trôi qua, mẹ con mình cũng được gặp lại nhau rồi. Em nhớ anh không? Tiểu Phúc, vậy là sau 5 năm lưu lạc, thầy trò Tiểu Phúc cũng được giải oan. Cả hai trở về ngôi chùa xưa và tiếp tục hành nghề bốc thuốc cứu người. Dân làng
ai cũng yêu mến và cảm phục tài đức của hai thầy trò. Tiếng gì vậy ta? Con Khải. Ha. Tiêu mày rồi Hạc ơi. Lần này mày đủ nấu một tô cháo cho mẹ tao rồi đó. Mày khóc hả? Nhưng mà tao không có tha cho mày được đâu. Tại vì mẹ tao đang bệnh mà. Mày đừng có nhìn Giáng sinh tao vậy. Tao... thấy mày cũng tội nghiệp. Tao thả mày lần này thôi đó nha. Mày mốt mà cẩn thận không để bị mất bẫy nữa nha. Hỏi có ai ở nhà không? Ai? Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà ai kêu cửa vậy? Ai vậy? Dạ. Cô... dạ, con đi bị lỡ đường. Con thấy nhà có ánh đèn nên con ghé muốn xin được tá túc qua đêm. Trời ơi, con gái một thân một mình mà đi nửa đêm khuya vậy không có tốt đâu đó nghe. Dạ, bởi vì con muốn xin được nghỉ qua đêm. À, muốn xin nghỉ qua đêm hả? Được. Vô nhà già đó nghỉ đỡ đi. Nhà già chỉ có mình già với thằng con trai thôi. Thôi vô nghỉ đi rồi có gì ngày mai hả tính. Con cảm ơn. Ừ, đi con. Sao còn dậy sớm dữ vậy? Trời ơi, đã dậy sớm mà còn quét dọn nhà cửa, rồi nấu cháo còn pha trà nữa. Cảm ơn con nhiều lắm nghe không? Dạ, con thức sớm quen rồi, con muốn phụ bà một tay. Ừ. Ngồi ngồi, ngồi đây con. Mẹ ơi, cậu nhà mẹ nấu cháo ngon thiệt, con quất tới ba tô luôn. Quất ba tô hả? Ngon không? Dạ ngon. Mà không phải mẹ nấu đâu. Mẹ không nấu với ai nấu? Đây nè. Đây là... đây nè, ngồi, ngồi xuống đi rồi rồi nghe mẹ hỏi. Ngồi đây đi con. Ngồi đây. Ta nói các cô này nè, hồi hôm cổ đi lạc đường cho nên mới ghé nhà mình xin tá túc. Mà con biết không, cổ giỏi dữ lắm. Sáng sớm mà quét dọn nhà cửa sạch sẽ hết, rồi nấu cháo, rồi còn pha trà nữa đó, con biết không? À, con nghe già hỏi con nè, chẳng hay con có chuyện gì gấp gáp lắm sao mà con phải băng ngang qua rừng vậy? À đúng rồi, nàng là ai? Sao nàng muốn băng qua cánh rừng này? Dạ, con tên là Ngọc Lan, quê con ở tận miền Duyên Hải. Ở dưới quê bị dịch bệnh nên cha mẹ con mất rồi. Con lặn lội đường xá xa xôi để đi tìm người chú ruột. Nhưng mà chú trở mặt không có nhận. Con muốn băng qua rừng để về lại quê. Con nói quê con á đang bị dịch bệnh, rồi con trở về đó làm gì? Dạ, tại con không có ai thân thích hết, chỉ có chú thôi. Bây giờ chú như vậy thì con chỉ muốn về quê, chứ không biết đi đâu hết. Con không biết đi đâu hết hả? Thôi, thì bây giờ con cứ ở lại đây với già một thời gian đi. Ha? Thằng Lâm con của già đó, tối ngày nó cứ lên rừng hoài hà.
Để già ở nhà mình buồn lắm. Nếu mà có con ở đây á, con hủ hỉ với bà đó, bà vui lắm. Con chịu không? Nè, con cứ gọi bà đó là Trần Mẫu, còn đây á, là Lâm Huynh. Mẹ nói đúng đó nàng. Nàng đừng có ngại, nàng cứ ở đây một thời gian đi. Rồi khi nào hết dịch bệnh á, nàng quay về nhà sẽ an toàn hơn. Đúng rồi đó con. Dạ, con cảm ơn Trần Mẫu, cảm ơn Lâm Huynh. Ừ, vậy chứ phải được không? Đó. Mẹ. Hả? Ê, mẹ nhà con đi rừng ha. Ừ. Dạ. Nè nè. Dạ. Rừng đâu có đi ngõ đó được con. Con quên. Quên rồi hả? Cái thằng thiệt là. Đi vô đây con, đi. Trời trở lạnh rồi, Lâm Huynh mặc thêm áo cho ấm nha. Em có bỏ trong đây rồi, có bỏ thêm nấm cơm nữa, khi nào Huynh đói thì lấy ra ăn nha. Ta cảm ơn nàng, nàng thật là chu đáo. Thôi ta đi nha. Dạ. Nhìn thấy Trần Lâm và Ngọc Lan nảy sinh tình cảm, Trần Mẫu quyết định tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngọc Lan à, con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói với con. Ta thấy con với Trần Lâm đó, hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm. Với lại ta thấy Trần Lâm đó, nó cũng quyến luyến con nữa. Nếu mà con không chê cái nhà này nghèo á, thì ta sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa con nên duyên vợ chồng. Con thấy như sao? Dạ, con mồ côi, không nơi nương tựa, được Trần Mẫu yêu thương và quý mến, con mang ơn người nhiều lắm. Con đừng có nói như vậy. Con vừa ngoan hiền mà lại vừa siêng năng nữa. Gia đình ta mà có một cô dâu như con hả, thì phước phận dữ lắm đó con à. Trần Mẫu ơi, Trần Mẫu ơi, có nhà không Trần Mẫu? Ủa con, mẹ có nhà không? Dạ thưa bà cả, mẹ con bệnh rồi, nằm trong nhà bà cả. Bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Bệnh vậy sao mà dệt dãi? Dạ, mẹ con bệnh nằm cả tuần nay rồi, mẹ con không có làm được gì hết á, bà cả thông cảm. À thôi, dạ con mời bà cả vô uống nước. Thôi thôi khỏi, ta định qua đây đặt dệt một tấm lụa, nhưng mà coi bộ bà làm không được rồi, thôi khỏi. Dạ, bà... lo cho mẹ, ta đi vay ít tiền để lo thuốc thang cho mẹ. Chàng đi vay tiền ở đâu? Mấy bữa trước chàng đã đi vay khắp nơi rồi. Ta cũng không biết kiếm tiền ở đâu nữa. Nhưng mấy ngày nay ta đi săn không được con thú nào. Nàng vừa lo cho mẹ, vừa phải lên rừng để hái nấm đổi gạo, nhưng cũng chỉ được bắt cháu đắp đổi qua ngày. Mấy hôm nay bệnh tình mẹ trở nặng nên em cũng không dám bỏ mẹ ở nhà một mình mà đi hái nấm. Nhà mình thì chỉ còn có mấy chén gạo. Để ta qua làng bên xem có việc gì làm,
Nàng ở nhà lo cho mẹ nghe không? Chàng à, mẹ đang bệnh nặng, chàng đi làm xa không có tiện đâu. Hay là để em dệt vải kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ nha. Nàng biết dệt vải? Sao bấy lâu nay nàng không nói cho ta biết? Em được mẹ chỉ từ nhỏ, nhưng mà lâu rồi không có đụng tới khung cửi. Bây giờ gia cảnh nhà mình khó khăn như vậy, em sẽ tập dệt lại, chắc là được. Như vậy thì tốt quá. Nào có cần ta giúp gì không? Chàng dựng giùm em một vách lá ở phía sau nhà đi. Lúc em dệt vải á, em không muốn ai dòm ngó hết. Chàng đừng cho ai lại gần nha. Ta đi làm liền nha. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người khỏe chưa mẹ? Mẹ gắng ngồi dậy, ăn miếng cháo đi mẹ cho mau khỏi bệnh. Mẹ, cháo nè mẹ. Mẹ ăn không nổi đâu con. Con cho mẹ miếng nước đi. Dạ. Dẹp đi mẹ không ăn nổi đâu. Nước này mẹ, mẹ uống từ từ nha mẹ. Vợ con đâu mà nãy giờ mẹ không thấy vợ con vậy? Dạ, vợ con dệt vải sau nhà mẹ. Vợ con biết dệt vải hả? Dạ. Ủa mà dệt vải sao mà phải dệt ở sau nhà? Dạ, chắc nàng có bí quyết riêng á mẹ. Nàng không muốn ai quấy rầy, mà nàng có nói với con á, từ lúc nhỏ nàng được mẹ dạy dệt vải rồi, nhưng mà lâu quá nàng không có dệt nên sợ không có quen tay. Đúng rồi, bỏ lâu quá không có dệt cho nên tay chân nó lóng cống đúng không? Dạ. Thôi kệ, bây giờ mình dệt từ từ lỡ thét nó cũng quen tay rồi mình dệt được à con. Dạ, con cũng nghĩ vậy cho nên con có cất cho nàng cái căn nhà lá ở phía sau á, cho nàng tự nhiên dệt vải. Mình ơi, em dệt xong tấm vải rồi nè. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Ơi bệnh mẹ lúc nó vậy, lúc nó khác thế rồi mẹ cũng không biết trong người của mẹ nó là sao nữa. Cái tấm vải này có phải là của con dệt không? Con dệt đó hả? Trời ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy nè. Hồi nào tới giờ mẹ chưa có thấy một cái tấm vải nó đẹp như vậy hết trơn đó con à. Đúng rồi. Nàng giỏi thiệt, nàng dệt tấm vải này đẹp quá. Mẹ, con sẽ đem tấm vải này ra ngoài chợ bán để lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ. Mẹ sẽ mau khỏe thôi. Mẹ đừng có lo lắng về bệnh tình của mình nữa nha. Cảm ơn mình. Mấy ngày nay không có tiền nên ta không uống cho mẹ uống. Con à, vợ con không quen đường xá, nó còn không biết buôn bán nữa. Con đưa vợ con ra chợ bán tấm vải này đi. Nhưng mà con nhớ tấm vải này đẹp lắm, đừng có bán giá cao cao chút nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Con đi nha mẹ. Đây, vải tơ lụa hảo hạng đây. Tơ lụa hảo hạng đi chú ơi, mua vải đi con ơi. À, em gái mua đi, chú. Lựa đi, lựa vải đẹp đi. Đây nè, còn nhiều loại lắm. Em coi thoải mái đi. Đây còn loại này nữa, đây nữa nè. Những cái màu vàng nổi bật lắm. Ê, cái gì vậy? Chỗ tao buôn bán, đây là chỗ này khách đi qua mua vải của tôi. Buôn bán thì ngồi trước cửa, lạp con tay, đi qua bên đây. Mau. Trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Ê, nè, làm cái gì vậy hả? Đi ra chỗ khác ngồi, nghĩ sao vậy?
Tự nhiên cái ngồi ngay trước quán của người ta vậy, sạp của người ta vậy. Đi qua anh kia, đi qua anh kia. Để lên, lên, lên. Đi, 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 đi. Dạ. Giải đi, giải đi. Cái gì kia cục gì? Chỗ là buôn bán, khách ở đây đi mua giải. Tự nhiên ngồi đây à, ngồi đây sao buôn bán? Hả? Người nào mà ngu quá chỉ qua đây ngồi vậy? Hả? Bực bội à? Em, thế tự nhiên kêu người ta ngồi với cô sạp giải của mình vậy? Ai, ai đổi hô đổ thừa vô tôi vậy hả? Nói kìa. Đâu, vợ chỉ nói là đi qua đằng kia thôi. Ai mượn tự nhiên ngồi đó vậy hả? Trời ơi, khách đi đằng này mua giải đi, sai sai đi, đi, đi. Nè, 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 mà hai người nghĩ sao vậy? Đi qua kia đi, buôn bán đi. Đi chỗ khác đi, quán tôi lộn lẫy, sao tôi lộn lẫy lắm. Nè, đừng có ở đây. Đi, 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 đi. Càng xa càng tốt, xa, càng xa càng tốt. Bà, khách, khách, khách quán. Dạ. Dạ, dạ, đây, đây. Dạ. Muốn cái màu dạ, nào cũng có. Đó. Tơ lụa của xã tụi em á là gọi là đẹp nhất của vùng này luôn đó. Bởi vì hai chị cứ lựa tự nhiên. Dạ, đây này chị coi đi. Đẹp quá chị ơi. Dạ bà con ơi, dạ kính mời bà con à, bà con mua giải đi bà con, giải vợ tôi dệt đẹp lắm bà con ơi, dạ xin mời bà con, dạ. Ơ, à, chị đâu vậy chị? Ồ, miếng giải đẹp quá, chồng, chị con giải đẹp quá chị. Giải đâu mà đẹp gì? Giải đâu mà đẹp gì? Trời ơi, cái giải đẹp quá à, sờ mát tay dễ sợ vậy đó. Ủa? Con trai Trần Mẫu, con đi bán giải đó hả? Dạ bà cả. Má con hết bệnh chưa? Trời ơi, chắc hết bệnh rồi mới dệt được tấm giải đẹp dễ sợ vậy chứ. Nè nè nè, nè con, bao nhiêu tiền tao trả cho. Bao nhiêu tấm này vậy hả? Bà này vô duyên ở đâu chen ngang vô, người ta đang trả giá. Giá bao nhiêu vậy? Dạ 10 đồng gì hai. 10 đồng hả? Tao trả mày 12. Trời ơi, tôi trả 15 đồng. 15 đồng, mình để đây cái mình bán 20 đồng. Trả cho bà đó. Rồi, nè, được rồi, ta trả mày 12 đồng nha. Dạ, dạ, bà cả thương vợ chồng con, bà cả thông cảm. Tại vì hai trả giá trước cho nên vợ chồng con phải bán cho dì hai trước. À, mai mốt vợ con sẽ dệt tấm khác rồi con đem qua cho bà cả nha bà cả. Thôi vậy cũng được, nhưng mà dệt đó cho thiệt nhanh. Mà phải đẹp hơn tấm này nha, không đẹp hơn tấm chịu đâu đó nghe không? Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Dạ. Bà cả, tấm này đẹp hơn nè bà cả. Bà cả. Trả tiền cho con nha. Tiền đây. Dạ, cảm ơn dì hai. Tiền nè mình cất hết đi. Về mình đây. Mình à, anh. Hả? Tấm vải này không có dệt nhanh được đâu. Em dệt rất là tỉ mỉ nên là dệt rất lâu, khoảng 10 ngày mới xong một tấm đó. Mình cứ an tâm đi, từ từ á mình khỏe cái mình dệt. Tại vì mình bán được miếng vải này là 10 đồng, đủ tiền thuốc mình lo cho má, với mình trang trải cuộc sống một tháng luôn á, mình đừng có lo nha. Ha. Ta về mình. Sao đẹp giải mình kìa? Ai biết? Vợ chồng Trần Lâm đã bán được tấm vải lụa với giá rất cao. Với số tiền kiếm được, Trần Mẫu được chữa trị khỏi bệnh và gia đình có thêm chi phí để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của gia đình càng ngày càng khởi sắc. Lan rất vui và cứ mươi bữa nửa tháng, nàng lại dệt xong một tấm vải và đem xuống chợ bán. Một thời gian sau, gia đình của Lan đã khấm khá hơn, nhà cửa cũng được sửa sang khang trang hơn trước. Tất cả là nhờ tài dệt lụa có 102 của Lan. Chị, à, dạ chị mua giải đi chị. Chị ơi chị. Mua giải đi anh, mua giải đi anh. Nè, cái gì vậy? Buôn bán gì cái mặt một đống vậy, ai mua giải? Sao vậy, dọn dẹp về luôn hả? Còn sớm mà. Buôn bán cái gì nữa mà buôn bán? Ăn uống đi. Không thèm. Sao vậy, sao tự nhiên? Giờ này mà ăn uống nổi gì nữa. Ngồi đây tôi ngắp rùi không à, tôi không có bán gì được hết trơn hết đó. Ông làm gì vậy? Phủi rùi cho bà. Vô duyên.
nói tôi ngáp đùi thôi chứ bộ. Tôi nói đâm hiểu thôi. Thà bây giờ tôi về nhà tôi nằm ngủ tôi còn sướng hơn á. Tôi nói thiệt tôi không có muốn buôn bán gì nữa hết trơn. Bà làm như có mình bà tức. Tôi nè cũng tức nè. Tức cái gì? Mà tôi dằn xuống tôi không nói ra. Từ ngày mà xuất hiện con dâu của cái lão Trần Mẫu gì đó, trời ơi, nó đem nó giải lụa nó bán cái là sạp giải mình không bán được một khúc nào hết. Ông nhắc thì tôi còn tức hơn ông nữa. Bộ con mình ông tức hả? Tôi nói thiệt với ông, hồi xưa đó cái sạp của mình nè rất là đông khách đúng không? Nhất là mấy cái bà mà giàu sụ đó, mỗi lần á bà cần lụa đẹp, lụa sang là phải đi ra kiếm cái sạp này. Vậy mà bây giờ từ cái ngày á mà con dâu của bà Trần Mẫu bán giải đó, là tôi thấy ai cũng đổ xô qua bên đó hết trơn á, không ai thèm ngó ngàng gì tới tôi hết. Tức thiệt, cục tức này nuốt hoài không có trôi. Nhưng mà bà để ý kỹ đi, tơ lụa đem ra bán nó dệt làm sao á, khúc vải nó rất là sắc sảo, mấy cái mình vải á nó mịn mà cộng tơ hả, nó mượt mà lắm kìa, bởi vậy nó mới bắn đắt, người ta mới mua của nó. Nè bà, tôi nói bà đó, đi qua chỗ dạ dạy của nó đó, phải tìm cách nào, bằng mỗi cách phải học được cái cách mà nó dệt vải. Bà phải học cho được cái bí kíp đó để về mình dệt vải mình mới bán lại chứ. Nếu không cỡ này là mình xẹp sạp vải luôn đó, bán lại nó vải ở đâu. Bà bí kíp đó làm sao rồi? Làm như là tôi không biết, tôi biết từ lâu lắm rồi, tôi đi hỏi rồi. Ông biết không, tôi cầm cái cục vàng tôi đưa thẳng mặt luôn, tôi hỏi cái bí kíp, nó không thèm. Con nhỏ này nó không có thèm vàng. Mà tôi thấy con nhỏ này nó kín đáo lắm nha. Bán xong là nó đi về nhà, nó không giao tiếp, không nói chuyện, không qua lại với ai hết. Nó khó hiểu lắm đó. Được, bà cứ để đó, chồng bà ra sẽ ra tay. Tôi không bao giờ mà để yên cái ai mà đạp đổ mà đập đi cái chén cơm của tôi. Dạ, con chào, chào Trần Mẫu. Dạ, chú Mập. Trần Mẫu đi đâu đây? À, tôi đi chợ mua chút đồ ăn. Dạ, con tính qua nhà tìm Trần Mẫu á chứ. Nhưng mà sẵn gặp Trần Mẫu đây á, con tính nói với Trần Mẫu nghe một câu chuyện rất là quan trọng. Quan trọng lắm hả? Dạ, nhưng mà vợ con không có cho nói. Thôi con đi về nha. Ý, đâu được chú. Trời ơi, chú nói chú gặp tôi là nói chuyện quan trọng rồi tự nhiên cái chú bỏ tôi đi về không được đâu, nói cho tôi nghe đi. Con muốn nói nhiều lắm, nhưng mà vợ con nói không được nói chuyện này. Tại vì nói chuyện này ra mà Trần Mẫu nghe hả, là gia đình á quan mang, bàng hoàng, sửng sốt. Nói chung là nói ra là tan đàn, rã nghé, gia đình không có hạnh phúc nữa. Nên con không dám nói đâu. Như vậy là nói tới gia đình tôi phải không? Dạ. Vậy là nói tới cái chuyện gia đình thằng con tôi phải không? Dạ đúng. Không, cái này chú phải nói à. Chú nói cho tôi nghe đi, sao nói cho tôi nghe đi. Dạ dạ, lỡ con nói tới đây rồi con nói luôn. Ừ. Con không nói con chịu không có nổi. Con dâu của Trần Mẫu á, đi ra chợ bán vải á, cái liếc mắt đưa tình ngã ngớn với mấy công tử nhà giàu. Trời ơi, cả chợ ai cũng thấy hết trơn, khoảng mình hai vợ chồng cũng thấy đâu. Nhưng mà không ai nói cho con mình, con dám nói thôi. Vì con thương Trần Mẫu đó. Thấy chưa, con nói và chuyện kinh thiên động địa, nói ra là Trần Mẫu đứng luôn à. Chết đứng luôn, không nói chuyện được luôn kìa. Thấy chưa, bàng hoàng luôn, thấy chưa. Vợ con cấm không được nói. Chết. Trời ơi, Trần Mẫu đừng nói là con nói nghe. Vợ con là con chết nghe. Thôi con đi với Trần Mẫu đi chợ đi. Nghe Trần Mẫu đừng nói là con nói chuyện này, Trần Mẫu biết nha. Vợ con nó là con chết á. Dạ, đi nha Trần Mẫu. Em mua chuối không? Mua chuối đi em. Mua dùm chị nãy chuối đi, thế quá. Ai mua chuối không? Chuối đi. Ai buôn bán sao mà nó ế ẩm quá. Điều này chắc phải dọn về cho con nó ăn từ cơm. Mà sao giờ này em còn đứng nói chưa về? Dạ, bà báo hộ hẹn em đến đây để xem giải. Mà giờ này chưa thấy bà tới nữa, nên là em nán lại đợi một chút. Vậy thôi em ở lại em chờ, chị về trước nha. Dạ. Hai bán ế quá.
Chợ đã tan rồi, sao vậy chưa về? Nàng đứng đây chờ ai à? À, ta chỉ muốn đi ra chợ mua một ít bánh giá cho mẹ ta thôi. Mà chợ tan rồi, ta không biết phải mua bánh ở đâu nữa. Tôi vừa thấy chị bán bánh đi hướng này nè. Anh đuổi theo chắc là kịp đó. Bây giờ anh đi theo liền đi. Tan chợ mà cô ấy vẫn còn đứng đó, nói chuyện vui vẻ với ai vậy ta? Nha. Trần Lan, chàng lại đi uống rượu nữa hả? Vợ hiền của ta, vợ xinh đẹp của ta. Ta đâu có uống rượu, ta đâu có say. Chẳng qua là ta vui với bạn bè chiến hữu, chỉ dài chung thôi. Nàng hiểu không? Dạo này chàng thay đổi nhiều quá. Chàng lạnh lùng, chẳng quan tâm gì tới em hết. Để em dìu chàng vào phòng nghỉ. Mà không cần. Ta không cần. Trần Lan, tại sao chàng lại lạnh lùng với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi, chàng nói đi. Cơ sở ở nhà này ai cũng im lặng với em. Mẹ không còn yêu thương em như ngày nào nữa. Em chỉ còn chàng là niềm an ủi. Vậy mà chàng cũng lạnh lùng với em nữa hả? Như đã như vậy rồi, em không còn thiết sống trên đời này nữa. Sao lúc này con có nhiều tâm sự lắm đúng không? Rượu chè mê tha, con có tâm sự gì con cứ nói cho mẹ nghe đi. Mẹ à, chuyện người ta đồn vợ con ngoài chợ cũng có phần đúng. Cũng có phần đúng hả? Như vậy là con thấy vợ con nó đi với nhân tình phải không? Có nhân tình hay không mà con không biết. Nhưng mà mấy bữa trước, sau khi tan chợ, con thấy vợ con rất thân mật với một công tử. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói rồi mà, đàn bà con gái gì mà lả lơi với đàn ông con trai như vậy. Bởi vậy cái tin đồn của người ta là đúng lắm rồi. Trời đất thánh thần ơi, như vậy làm sao mà được. Mẹ, cho dù con có nhìn thấy đi nữa, con cũng không tin vợ con là dám làm những mấy cái chuyện bất chính như vậy đâu. Mẹ cũng không có tin. Nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm cái gì ở trong cái chòi đó mà nó không cho mẹ con mình vô, nó là sao? Mẹ nghi là mấy cái tấm vải mà nó nói nó dệt hả, không phải là của nó đâu, mà là của người ta đưa cho nó để nó che mắt mẹ con mình, phải không? Có đâu mẹ ơi, con không tin có chuyện đó.
Mẹ cũng đâu có muốn tin đâu. Nhưng mà cái chuyện ngang nhãn trước mắt vậy làm sao mình không tin được. Bây giờ mẹ hỏi con nè, nó làm gì ở trong cái chòi đó mà nó không có cho mẹ con mình vô, đúng không? Dạ. Rồi có một cái này nè, nó làm việc mờ mờ ám ám, rất là kỳ lạ. Cái chuyện này mới quan trọng nhất nè, là từ trước tới giờ nó nói nó dệt vải, mà mẹ với con có thấy nó dệt vải bao giờ đâu. Đúng rồi. Ừ. Như vậy thì con với mẹ phải tìm cho ra lẽ mới được. Đúng, phải tìm cho ra lẽ mới được. Em có sao không Ngọc Lan? Ngọc Lan à, Con chính là một con hèo mà Trần Lan đã cứu con khi con mắc bẫy. Con hả? Vậy là sao á? Mẹ không hiểu gì hết con à. Đó là một chuyến đi săn của con. Con thấy con hạt này bị sa vào bẫy, con đã cứu nó và thả nó bay đi. Ai ngờ vì mang ơn cứu mạng nên con quyết định làm vợ chàng để đền đáp. Em đã tu luyện nhiều năm nhưng chưa thành chính quả, nên dù là người nhưng vẫn mang hình hài một con hạc. Trời ơi là trời, vì muốn cứu cả nhà của mẹ quá khổ cho nên con có rất lòng của mình để dệt nên tấm vải đó, phải ơn tước lòng của mình để dệt thành những tấm vải là điều bất đắc dĩ mà con phải làm, vì điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới đạo hạnh của con. Trời ơi tất cả là lỗi tại mẹ hết nè. Tại vì mẹ tham lắm, mẹ muốn có nhiều tiền cho nên mẹ buộc con bây giờ những tấm lụa cho mẹ. Nhưng mẹ đâu có ngờ mẹ thúc ép con như vậy, là con rất máu thịt của con rồi. Trời ơi là trời. Ngọc Lan, anh xin lỗi em, tại anh mà em tiều tụy như thế này. Từ đây về sau á, đàn không phải tước lòng để dệt lụa nữa đâu. Tại với mẹ sẽ chăm sóc, sẽ lo lắng cho nàng để nàng phục hồi sức khỏe như xưa. Nhưng Ngọc Lan, trời đất, Ngọc Lan, ráng lên con, không kịp nữa rồi. Nếu ai nhìn thấy hình hài nửa người nửa hạt của con sẽ bị mất hết phép thuật và mãi mãi trở thành một con hạt. Ngọc Lan
hai mẹ con Trần Mẫu trở về sống trong căn nhà xưa và bán hết tài sản. Nhà cửa có được từ công dịch luật của Lan để làm việc thiện, tích đức với hy vọng rằng Lan có thể phục hồi đạo hành, thoát khỏi kiếp chim hạt và trở về đồng tụ với gia đình.